Xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mọi người cùng với tôi hiệp dâng lời cầu nguyện tuần cửu nhật kính lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống cho địa phận quận Cam của chúng ta. Xin đến, xin hãy đến lạy Chúa Thánh Thần, làm ấm lòng con. Xin hãy đến dạy bảo con cách cầu nguyện, dạy dỗ con nhìn về Chúa Cha, dõi theo Chúa Con, chỉ dẫn lối bước đức tin nào thích hợp, dạy con cách yêu thế nào, và trên hết, dạy con có một thái độ hy vọng. Ngày thứ bảy, nhưng giờ đây anh em đã được giải thoát khỏi ách tội lỗi mà trở thành nô lệ của Thiên Chúa. Anh em thu được kết quả là được trở nên thánh thiện và rốt cuộc được sống đời đời. Xin Chúa Thánh Thần hãy đến giải thoát chúng con khỏi các mối quan hệ không lành mạnh và những nghiện ngập tội lỗi, để chúng con có thể được chữa lành và có can đảm để chọn điều gì tốt lành, chân thật và xinh đẹp. Chúng con xin cảm ơn những người nhạc sĩ và nghệ sĩ của Cộng đoàn Giáo xứ giúp loan truyền vẻ đẹp trong lời yêu thương của Chúa. Xin Chúa Thánh Thần hãy đến đổ đầy các tâm hồn lòng trung tín và thiêu cháy các tâm hồn trong ngọn lửa tình yêu. Xin hãy truyền Thánh Linh của Ngài tạo thành các tâm hồn, và chính Ngài sẽ làm mới lại bộ mặt trái đất. Lạy Chúa, bởi ánh sáng của Chúa Thánh Thần đã uống dậy các tâm hồn trong đức tin, xin hãy ban cho chúng con cùng Thánh Linh đó để chúng con trở nên khôn ngoan thật và luôn mãi hạnh phúc trong sự an ủi của Ngài, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.